Còn cái chuyện mà Hương Linh Hài Nhi nhập vào người mẹ phá thai để báo oán thì thứ nhất là mình không biết cái tính xác thực của cái video này. Hôm rồi quý vị cái vụ lùm xùm khám chữa bệnh vừa rồi quý vị cũng biết mà, có những con người họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra để họ diễn bị bệnh để người ta chữa bệnh rồi người ta quay lên, thì cái chuyện đó không có gì lạ hết trơn á. Bây giờ có rất nhiều người cái khả năng diễn xuất của họ xuất quỷ nhập thần à, cho nên mình không biết được cái độ chân thực, đó là cái thứ nhất. Bây giờ ngoài loại trừ cái khả năng mà đó là diễn viên ra, đó đã là một khả năng rồi, loại trừ khả năng diễn viên ra, nó còn có một khả năng nữa, đó là người phụ nữ này đó họ bị tâm thần. Mà khi họ bị tâm thần thì họ sẽ bị ảo giác. Cái chuyện này nó không có gì lạ hết trơn. Có những người mà họ bị ám ảnh, ví dụ như họ họ phá thai hoặc là họ làm bất kỳ chuyện gì họ bị ám ảnh, thì cái ám ảnh đó thì họ sẽ phối hợp với những cái mà họ đã từng tiếp xúc, họ đã từng nghe, đã từng thấy, đã từng đọc, và phối hợp với cái sự tưởng tượng của họ. Và khi mà họ bị trầm cảm thì họ sẽ thấy ảo giác, họ sẽ nghe những cái ảo giác. Nói đâu xa, ở chùa Nam Tông này lâu lâu thì cũng có chú hay tới chùa à, chú cũng bị như vậy nè đó. Rồi chú có nói là lúc nào cũng có cái tiếng nói trong bụng của chú đó, tiếng nói là ụt, tiếng nói trong bụng của chú. Nhưng mà thực sự là chú bị cái vấn đề về não đấy, mình gọi là bị tâm thần, thì mình không cách chi mà mình nói lý lẽ với họ được. Bởi vì á quý vị đừng có nghĩ là quý vị xem mấy cái ca nhạc xin lỗi, mấy cái hài kịch mà về người tâm thần, quý vị tưởng là mấy người tâm thần là chắc họ họ khùng sao đó, tình tư không có nha, họ rất là tỉnh nha. Những người bị tâm thần á, có nhiều khúc nhiều khi họ rất là tỉnh, họ rất là khôn, họ chỉ bị tâm thần đúng mỗi cái chỗ đó thôi, chứ không phải là mình cứ nghĩ là người tâm thần là họ cứ phải là họ cười cả ngày hoặc họ khóc cả ngày hoặc họ lên cơn cả ngày, không có đâu. Có đôi khi họ rất là tỉnh, họ rất là khôn, nhưng mà chỉ có mỗi cái chuyện đó là họ có vấn đề thôi đấy. Tiếp xúc nhiều với người tâm thần quý vị sẽ thấy nó muôn hình muôn vẻ. Cái thứ hai, cho nên cái thứ hai là mình không loại trừ khả năng là cổ bị tâm thần. Muốn biết có phải tâm thần hay không đi chụp MRI. Hôm vừa rồi thì cũng có một cô cổ nói là cổ thường hay nói nhảm một cách không kiểm soát, giống như là có người nào mà nhập vào cổ vậy đó. Thì khi mà cổ tới gặp sư á, sư đề nghị cổ là đi khám MRI đi, chụp MRI đi, chụp MRI chỉ có 2 triệu mấy thôi đấy. Nhiều người thì họ thà tốn cả chục triệu cho một cái vị thầy bùa phép gì đó chứ họ không chịu đi bệnh viện chụp MRI đi. Những cái tổn thương não chụp MRI nó sẽ phát hiện, và y như rằng khi mà cổ đem cái kết quả chụp MRI đưa cho sư coi thì sư thấy rõ ràng trong kết quả họ nói là não có tổn thương. Tức là khi não của mình bị tổn thương á, mình sẽ có những ảo giác, thấy những cái người khác không thấy, nghe những cái người khác không nghe, nhưng đó là ảo giác, nó không có thật. Và có đôi khi mình sẽ không kiểm soát được hành vi, nhưng đó là do vấn đề của mình bị cái tổn thương ở não. Đừng có nghĩ là mình nói là mình bị tâm thần rồi người ta sẽ coi thường mình, người ta sẽ thế này thế kia với mình, không có. Dưới cái nhìn của y học thì người bị tâm thần chẳng qua họ bị tổn thương não thôi. Chờ xin một chút.
Thì đó là cái khả năng thứ hai. Cái khả năng thứ ba đó là gì? Đó là cái mình gọi là cái chúng sanh mà gọi là con của cổ đó, khi mà cổ phá thai á, đương nhiên sau khi một chúng sanh mệnh chung họ sẽ tái sanh ngay lập tức. Trong rất là hiếm hoi, trong những cái trường hợp cực kỳ hiếm hoi, nó hiếm mà nó giống như là quý vị bỏ một cái hạt đậu đỏ vô một cái thùng đậu xanh, quý vị trộn, quý vị lắc xong rồi quý vị nhắm mắt, quý vị bóc đại một hộp ra mà nó trúng ngay cái hộp đậu đỏ đó đó, thì nó cũng hiếm, cũng gần gần vậy. Thì trong những trường hợp hiếm hoi đó đó, cái đứa con nó tái sanh làm hàng ngạ quỷ, vẫn tái sanh ngay lập tức nha, nhưng tái sanh làm hàng ngạ quỷ và ở gần đó, và do cái sự oán hận thì nó có thể nó nhập vào để mà nó kiếm chuyện. Nhưng mà sư lặp lại, nó hiếm ghê lắm nha, nó hiếm ghê lắm, nó hiếm hơn nhiều so với hai cái khả năng kia. Nếu như hai khả năng kia mà nó chia ra thì hai khả năng trên á, hai khả năng đầu tiên á, nó chiếm hơn 99 mấy con số 9 ở đằng sau nữa, thì một cái khả năng rất là nhỏ nhoi còn lại mới nằm ở trong cái khả năng này. Đương nhiên khi mình kể thì mình phải kể hết, tức là nó có ba khả năng xảy ra. Một là diễn thì đương nhiên là để họ lấy tiếng, để có danh có lợi, thì cái chuyện nó bình thường, thời nay cái chuyện nó bình thường. Cái thứ hai là người đó họ bị tâm thần, do bị uất ức, thí dụ như là quen thằng đó, nó quen con người ta, quen cứ ở cho đã, không chịu cưới, rồi cứ có dính cấn đứa nào thì bỏ đứa đó, xong rồi quất ngựa truy phong, tới hồi có thể là con người ta là không còn chỗ để nương tựa, rồi cái gì cũng không còn hết trơn á, con gái cũng không còn vậy, rồi không còn khả năng làm mẹ, ví dụ như vậy, thì họ bị uất ức, rồi bị sang chấn tâm lý, họ bị tâm thần, khả năng này cũng rất là cao nha. Và một cái khả năng cực kỳ nhỏ nhoi là nó mới có khả năng là làm tái sanh làm cái loài ngạ quỷ mà ở gần đó, và nó quay trở lại, nó mình tạm gọi là báo oán. Đấy. Cho nên là chúng ta nên hiểu cho rõ ha, nên hiểu cho rõ. Sư từng tiếp xúc với một vài trường hợp bị tâm thần như vậy. Họ tin vào cái họ thấy, họ tin vào cái họ nghe. Họ tin ghê lắm. Trong khi đó mình nói họ bị bệnh, mình họ không chịu đâu. Có đôi khi không lẽ giờ sư nói là đừng bao giờ nói một người điên là họ bị điên hay sao? Có nhiều khi họ không chịu, họ bị tâm thần. Không có một cái thế lực nào hết trơn á, không có một cái thế lực là âm binh gì mà nó nhập vào họ hết trơn, họ đơn giản là họ bị săn chấn tâm lý và cái não của họ nó có vấn đề thôi, mà họ không nhận thức được điều đó. Đời tu sĩ sư đã gặp vài trường hợp như vậy rồi. Đấy.